Minh Hằng và chị Võ Hoàng Yến, ai thể hiện tốt hơn? Em phải nhận xét thật, không tôi loại em luôn. Cười đâu? Cười tươi. Cười đâu? Cười. À, cười tươi. Cười để chụp hình. Đó, cười. Đấy. Em có đến nhầm cuộc thi không? Dạ. Trước khi em đi thi, tìm kiếm gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam, em có đọc rõ tiêu chí của cuộc thi không? Dạ, em có đọc. Em có hiểu không? Dạ, em hiểu là chương trình The Face của Việt Nam thì nó cần phải đa dạng về màu sắc và nó thích hợp với... Chương trình nào cũng đa dạng về màu sắc hết ấy. Không đa dạng về màu sắc thì chả có chương trình nào để thi cả. Nhưng vấn đề là ở chương trình này đang tìm kiếm gương mặt như thế nào? À, gương mặt tươi. Tươi thế này à? Bây giờ như vậy đi, chị Minh Hằng. Dạ. Chị có thể quá bộ để cho em biết thế nào là cười và thế nào là gương mặt thương hiệu hay không? Hãy nhìn chị Minh Hằng và tự quyết định mình sẽ là như thế nào. Sao chị? Có tấm hình là 38. Em nhìn được chưa? Đó. Và bây giờ hãy nhìn đây này. Một người và nghĩ không bao giờ cười được sẽ cười cho em xem này. Không, không có gì không? Xưa giờ chị không biết cười nhá. Yến. Dạ, cảm ơn các cháu không ạ? Đậu. Huấn luyện viên Minh Hằng, thấy Võ Hoàng Yến thể hiện tốt không? Quá đỉnh. Đó, phải học hỏi Minh Hằng nhé, nó nhiều lắm đó chứ. Băng mà còn có thể tan chảy được mà em, đúng không? Đây là một tảng băng rất là khó mà vẫn có thể tan chảy được. Vấn đề là em không dám làm thôi. Chị Minh Hằng và chị Võ Hoàng Yến, ai thể hiện tốt hơn? Em thấy chị Minh Hằng dễ thương, nhưng mà chị Hoàng Yến cá tính. Em phải nhận xét thật, không tôi loại em luôn. Với đâu em, chơi bình thường thôi. Nếu là người mẫu quảng cáo ai sẽ hơn? À, chị Minh Hằng hơn. Ờ. Mà em thích Hoàng Yến hơn. Em cũng thích chị Minh Hằng hơn. À không. Không, có nghĩa là chị Minh Hằng hợp với quảng cáo nhưng mà em cũng thích chị Hoàng Yến hơn. Ờ, thế là em cũng ba phải lắm. Dạ. Và em cũng nên đợi Tết đến. Chúng mình sẽ đi bán mai với nhau nhá. Nếu như em không xác định được rõ em cần phải làm gì, em đến có đúng cuộc thi hay không và em không chuẩn bị được đủ hành trang thì anh nghĩ rằng là em cần phải suy nghĩ lại. Cảm ơn Thủy.